Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Pechanga Resort and Casino. Quý vị có bao nhiêu chương mục về hưu? Đây là thời điểm tốt nhất liên lạc ngay với anh Ted Ngô CFP 714-377-8700. HT Learning Center. Sự thành công của con em quý vị là niềm tự hào của chúng tôi. Mai Phương Beauty and Wellness Center. Xăm phun thêu tán bột chân mày mí mắt nguyên môi với nữ tài tử Mai Phương 25 năm kinh nghiệm 714-839-8121. Tế bào gốc Biolacell, tinh hoa của đất trời, đẹp da, mọc tóc, giảm cân, nữ tài tử Mai Phương, đại diện độc quyền, 714-839-8121. Chúng tôi cần đại lý khắp nơi. Hoàng Trần Thùy xin trân trọng kính chào quý khán thính giả, chào đón quý vị đến với chương trình phát hình live của Lưu Điện Sài Gòn TV trên bản tầng 57.7 hệ thống Galaxy 19 trong một ngày thứ tư. Và trời sẽ rất đẹp phải không Thảo Yên? À vâng thưa quý vị, trong những ngày này thì trời đẹp thưa quý vị, không thấy mưa là đẹp rồi, lý tưởng. Hôm nay thì Westminster vẫn giữ ở mức là 66 cho đến 68 độ, buổi tối thì xuống còn 46 độ. Ngày hôm nay có gió nhẹ nhẹ thưa quý vị, từ 6 cho đến 8 dặm một giờ, độ ẩm thì ở mức là 65%. Anaheim thì cũng rất đẹp, 68 độ luôn. Cũng có gió nhẹ, buổi tối xuống còn 46 độ. Riverside thì buổi sáng có mây mù một tí xíu và buổi trưa thì nhiệt độ giữ ở mức là 65 độ. Nhưng mà buổi tối xuống chỉ còn 42-43 độ mà thôi. Riverside thì không có gió thưa quý vị. Và độ ẩm ở Riverside thì cũng thấp hơn tại khu vực Anaheim và Westminster của chúng ta, chỉ ở mức 50%. Và trong những ngày sắp đến thì từ đây cho đến cuối tuần luôn thứ quý bảy, vị. Thứ bảy thì sao? Thứ bảy cũng dậy thôi anh, buổi sáng có mây mù tí xíu, buổi trưa lên ở mức 68 độ. 68 độ, ấm cúng vô cùng, bởi vì nếu quý vị đi ở ngoài nó hơi lạnh lạnh một chút xíu thì đây là lúc mà quý vị vào trong thương xá Phước Lộc Thọ tham gia chương trình lễ hội Giáng sinh do Little Sài Gòn TV tổ chức. Và chúng tôi vừa có một danh sách của các chương trình và các người trình diễn năm nay, có thể nói bắt đầu lúc 12 giờ trưa ngày thứ bảy này quý vị nhé. 12 giờ trưa thứ bảy này, kính mời quý khán thính giả đến tham dự và mang các con em đến thật là vui. Bởi vì theo thông báo của ban tổ chức, 250 người trình diễn. Wow. Bởi vì có các ca đoàn của các trường trung học, rồi các ca đoàn của các nhà thờ, rồi câu lạc bộ tình nghệ sĩ sân khấu nhỏ, hội thánh tin lành Thiên Ân Midway, hội nhạc dân tộc Lạc Hồng. Ngoài ra còn có hai ca đoàn high school ở Bosa Grande là Lạc Lạc Quinta. Đặc biệt là nhóm Handbells Group tên là Plaid, P-L-A-I-D, Tidings, Praise the Lord, Hallelujah, I'm Deliver, là những bài hát và cũng như những phần trình diễn này. Ngoài ra là còn có Mission Viejo lần đầu tiên trình diễn cho cộng đồng người Việt Nam. Và Handbells dùng chuông rung thành những bản nhạc Giáng sinh. Wow, tôi mê nhất cái nhóm này. Mount of Olives Church, Mission Viejo. Cái nhóm này hay lắm, tôi xem một lần trình diễn rồi nó âm thanh nó tuyệt vời luôn. Nhưng mà với điều kiện nó phải im lặng chút xíu. Các em cầm cái chuông á, vâng. Mỗi một cái chuông là một nốt nhạc. Tăng 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 thì hay vô cùng, trong không khí thật là tuyệt vời. Mình nói phải chi đúng là đêm Giáng sinh mà nghe được cái tiếng chuông này là hay lắm. Vâng. Quý vị sẽ nghe được cái tiếng chuông độc đáo này lần đầu tiên trình diễn. Và bên cạnh đó còn có những sứ viên của đài truyền hình Little Sài Gòn TV nữa tham gia quý vị nhé. Một lễ hội hàng năm để quý vị cùng tham dự rất là vui. Tối ngày hôm qua quý vị nào thức khuya như chúng tôi, thực sự thì cũng không khuya lắm, bởi vì đến sau 11 giờ thì kết thúc. Đó là một vụ rượt đuổi trên các xa lộ ở Los Angeles, đi qua vùng Pacoima, Tahunga, lên đến La Caña, Flintridge luôn nữa, xuống tới đó luôn. Vâng, kéo dài cả tiếng đồng hồ và cái chiếc xe, mà cái bánh xe bên phải nó bị, đây là cái đoạn cuối cùng, thưa quý vị. Nghĩa là trong cái suốt mà cái đoạn đường mà rượt đuổi đó, vâng. Một cái bánh xe sau bên tay phải nó bị vỡ và nó thế nó cứ cà cái đường. Và nhiều người cứ lo sợ là lửa ở trong xe nó có thể làm nổ cái bình xăng, nhưng mà cái bình xăng được bảo vệ rất là tốt, phải không ạ? Vâng. Bằng sắt, cho nên
có thể nóng nhưng mà không tạo nên được một cái vụ nổ. Có lúc á, cái người bị được xem đó, mô tả là DUI, uống rượu lái xe, mà có thể vì lý do nào đó mà nói chuyện với gia đình ra sao đó, gia đình đã gọi tới nhưng mà y nhất định không bỏ cuộc. Tại vì bị say rồi mà, say xỉn nặng rồi, cho nên vẫn tiếp tục lái. May mắn đến một cái đoạn cuối chúng tôi nhìn thấy là wow, khi này tên này tách ra khỏi xa lộ 210 rồi đi vào một con đường quá nhỏ đi. Cái con đường này có hai đường nhỏ xíu mà hai bên là có xe đậu rồi. Vừa lúc đó có một anh lái xe truck đi, thì anh vừa đi đến nơi đó thì tên này nó ủi vào đây. Thì anh xe truck này anh nói đó, mới đầu tại vì tôi chạy tới thì không được, tôi chạy tới bị một chiếc xe khác. Tôi tính re lại để tạo đường cho hắn chạy tiếp. Tôi cũng không biết được đây là một cái vụ rượt đuổi nữa, mà thấy xe cảnh sát thì thôi, lúc đó tôi biết được đây là vụ rượt đuổi. Thì anh chàng tài xế chiếc xe pickup truck này, anh mới re lại và re đụng phải chiếc xe màu đen này, thưa quý vị. Và vừa lúc đó tên này đó bị kẹt cứng luôn, bởi vì cảnh sát phía sau đó chặn cái đường lui, cho nên hắn tìm cách re xe lại. Đây, quý vị đang nhìn thấy người tài xế chiếc xe truck re lại. Bởi vì anh không thấy đi tới để gặp xe cảnh sát. Mà khi re lại thì tên này tìm cách re lại, tìm cách đi nữa nha. Mà thậm chí lúc mà cảnh sát chặn lại đó, hắn còn tìm cách bẻ lái, bẻ tới, bẻ lui, rồ máy đủ thứ. Tên này nó điên rồi, điên mà vô cùng nguy hiểm. Cho nên kết thúc là bắt được cái tên này, thưa quý vị. Hôm nay thì chắc chắn. Mà chúng tôi mới biết được đó là trong cái phần tường trình này họ mới kể đó là khi mà rượt đuổi cả mấy tiếng đồng hồ như thế đó, cảnh sát phải viết một cái report đó từ đầu. Oh man. Và chiếc xe này từ đầu vì lý do nào bị đuổi, cảnh sát tại sao chặn xe, xe chạy qua con đường gì, phải liệt kê ra hết. Wow. Chi tiết từ một từ A tới Z luôn. Rồi sau đó đưa bản báo cáo, đưa ra tòa. Và có những người nhân chứng, chẳng hạn có một anh đạp xe đạp qua đó, cho này chút xíu nó ủi chết anh rồi. Wow. Thì cũng phải lấy lời khai của nhân chứng đó, tất cả những người nào mà can dự, kể cả anh chàng xe truck này, rồi chủ nhân của những chiếc xe bị đụng. Thì phải viết một cái bản báo cáo, và cảnh sát ngày hôm qua nói bản báo cáo nó cả chục trang luôn. Chi tiết con đường đó, tốc độ mấy, rồi chuyện gì xảy ra, chẳng hạn như bánh xe xịt lửa đó, như thế nào, có bị hư hại ra sao, phải có đầy đủ hết để đưa cái người này ra tòa để truy tố. Và trở lại với tình hình tài chính ngày hôm nay, thưa quý vị, như hôm qua chúng ta đã nghe đến công ty SoftBank của Nhật Bản phối hợp với Ả Rập Saudi, họ tuyên bố là đầu tư vào thế giới 100 tỷ Mỹ Kim. Nhưng mà chỉ trong vòng 45 phút nói chuyện với ông Trump thôi, thì họ đã đồng ý đầu tư tới 50 tỷ Mỹ Kim vào nước Mỹ này, có thể tạo nên công ăn việc làm 50.000 công ăn việc làm. Và ngay lập tức ông Trump tuyên bố đó là thành tích mà ông đã đạt được, mà chưa vào tòa bạch ốc nữa. Với hành động đó, SoftBank ngày hôm nay lên tới 6%. Tuy nhiên thị trường châu Á thì lên, thị trường Hoa Kỳ thì trộn lẫn, thưa quý vị. Sáng nay đó, Nasdaq có lúc xuống tới 20 mấy điểm, bây giờ thì gỡ lại còn chỉ mất có 7 điểm mà thôi, 5.326. Dow Jones thì lên được gần 14 điểm, 19.265. S&P 500 lên 1 điểm 57, 2.214. Vàng, hôm nay người dân châu Á, Ấn Độ, Trung Quốc đã đổ xô đi mua vàng bởi vì họ thấy giá vàng rẻ và có thể họ nghĩ là giá vàng sẽ tăng. Chính vì thế đã giúp cho giá vàng lên tới 1.180 đồng, thưa quý vị. Thực ra thì vàng cũng lên nhích lên chút đỉnh trong thời gian qua. Lúc thấp nhất đó là 1.165 đồng. Bây giờ thì nói chung là lên được 15 đồng trong thời gian qua. Dầu xuống 80 sen, 50 đồng 13 sen. Dầu hồi sáng nay đó xuống khá nhiều, nhưng mà sau đó thì người ta mới thấy là Bộ Năng lượng Hoa Kỳ cho biết là Hoa Kỳ đã không tạo thêm các dầu khác và không có dư dầu trong khoảng thời gian này. Chứ nếu mà Bộ Năng lượng Hoa Kỳ cho biết là sản lượng dầu thô của Hoa Kỳ dư thì sẽ khiến cho giá dầu giảm thêm nữa. Chúng tôi trở lại ngay, gửi đến quý vị một loạt các bản tin đáng chú ý trong ngày. Mời quý vị cùng theo dõi.